Nhiều phụ huynh đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình ủng hộ ngày giải phóng phụ huynh. Vâng, câu nói đùa nhưng thể hiện rõ niềm vui của không ít phụ huynh khi một triệu học sinh mầm non tiểu học thành phố Hồ Chí Minh đã được trở lại trường học sau 9 tháng học online ròng rã. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu để động viên tinh thần các thầy cô giáo. Ông Đức đã đi kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường, các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời cũng lưu ý thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn cho họ thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho con em đi học an toàn. Khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường thì cần báo ngay cho giáo viên, việc hướng dẫn nhằm để phụ huynh yên tâm cho con em đi học chứ không phải là để họ hoang mang lo lắng tại trường mầm non bé ngoan quận 1, thành phố hồ chí minh ông dương anh đức đã đi thăm hỏi và động viên học sinh giáo viên trong ngày đầu tiên mở cửa trường theo cô nguyễn thị mỹ phương hiệu trưởng trường nói đã rất lâu các bé không được đến trường nên ngày đầu tiên đến trường để phụ huynh đưa con lên lớp theo phân luồng thay vì giáo viên đón trẻ tại cổng trường trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà các giáo viên có làm những clip hướng dẫn học sinh rửa tay, thực hiện những kỹ năng cần thiết trong mùa dịch. Vì vậy, ngày đầu tiên đi học lại, trẻ không bỡ ngỡ mà rất vui vẻ. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 80% phụ huynh học sinh tiểu học và gần 70% phụ huynh học sinh từ 3 đến 6 tuổi đăng ký cho con em đi học trực tiếp đợt này. Theo kế hoạch của Sở, học sinh tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc. Đối với các học sinh đi học trực tiếp, giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm, có giải pháp củng cố bồi dưỡng kiến thức đối với những học sinh chưa học trực tuyến hoặc có học trực tuyến nhưng không đạt được yêu cầu về phẩm chất năng lực. Đối với các học sinh chưa đi học trực tiếp sẽ tiếp tục học từ xa, hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các giáo viên tiểu học dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch COVID-19 tại trường, xây dựng nền nếp học tập, phân loại học sinh theo từng nhóm căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học sinh học qua mạng. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tháng 2, các trường tiểu học sẽ thực hiện giảng dạy chương trình tuần 20 của năm học. Việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối 1, 2 sẽ được thực hiện vào tuần 21. Và sau nhiều tháng liền, ngày hôm nay chúng ta đã thấy được một thành phố Hồ Chí Minh tắc đường đông đúc, không còn cảm giác khó chịu vì chật trội trên trúc. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh thèm mùi khói xe và tấp nập như hôm nay khi học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 từ sáng sớm ngày 14 tháng 2, trên quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức có rất đông xe cộ chạy từ hướng Bình Dương đi bến xe miền đông quận Bình Thạnh, khiến cho tình trạng ung tắc giao thông xảy ra một vài lúc. Tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người dân đi hướng An Sương về trung tâm thành phố khiến cho các cung đường như Trường Chinh, Cộng Hòa trở nên quá tải, dòng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút. Từ giao lộ trường Chinh Âu Cơ đến đường Cách mạng tháng 8, xe cộ chen chúc nhau kẹt cứng, tiếng còi inh ỏi kèm khói xe ngột ngạt, nhiều người dân chở con đi học đứng đợi sốt ruột giữa dòng xe. Chị Mỹ Trinh ngụ quận 12 cho biết, cha mẹ đi làm, con cũng được đến trường học trở lại là một điều đáng mừng, cuộc sống trở lại bình thường thì tình trạng xe cộ đông đúc ùn tắc là khó tránh khỏi. Vào sáng cùng ngày, nhiều sinh viên bắt đầu đến trường trở lại như sinh viên trường học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTECH cơ sở 2 thành phố Thủ Đức, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông đầu tuần xung quanh các trường đại học này khá là thông thoáng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 2 cũng là mốc thời gian quay lại học trực tiếp của hàng nghìn sinh viên các trường đại học, công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tài chính marketing, giao thông vận tải, công nghệ Sài Gòn vân vân. Tùy điều kiện, học phần các trường sắp xếp học trực tiếp xen kẽ trực tuyến, sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5 k. Ngay trong chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề y tế cơ sở, sức khỏe cộng đồng, đại diện sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành liên quan cho biết để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, ứng phó dịch bệnh trong tương lai, cần cơ cấu lại trạm y tế, đảm bảo ít nhất 10 nhân viên y tế trên 20.000 dân. Đây là số thứ hai của chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời với sự tham gia của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức và đại diện nhiều sở ngành của thành phố. Thông tin đến cộng đồng về thực trạng hoạt động của các trạm y tế trong tình hình mới, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, y tế cơ sở đã dần khôi phục các chức năng thường quy như trước. Với khối lượng công việc rất lớn, ngoài việc tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, mỗi cơ sở y tế phải đảm đương 19 chương trình mục tiêu quốc gia từ sức khỏe sinh sản trẻ em đến chương trình y tế đặc thù như lao, HIV. Theo bác sĩ Dũng, với quy định hiện nay, mỗi trạm y tế chỉ có từ 5 đến 10 nhân viên, không thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của người dân. Số lượng nhân viên y tế hiện hữu chỉ phù hợp với địa bàn phường xã có 6.000 đến 20.000 dân, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các địa phương có số dân trên 50.000. Khối lượng công việc quá nhiều trong khi nhân sự biên chế còn hạn hẹp đang là trở ngại lớn khiến cho y tế cơ sở phải tăng ca trực gác, một người đảm đương nhiều chức năng nhiệm vụ. Đại diện ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất thành phố cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực về làm việc tại y tế cơ sở. Đây là vấn đề thể hiện sự quá tải và là điểm yếu của y tế cơ sở mà chúng ta cần quan tâm đầu tư. Từ đó, tăng cường bổ sung cơ chế chính sách đặc thù để y tế cơ sở đảm đương được công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bác sĩ Anh Dũng nói. Duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động Trước tình hình trên, ông Lâm Hùng Tấn, phó giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thành phố đã nghiên cứu và đề xuất các bộ ngành liên quan theo hướng mỗi trạm y tế có ít nhất 10 nhân viên y tế trên 20.000 dân, thêm 2.000 đến 3.000 dân thì bổ sung một nhân viên y tế để phù hợp với mật độ cơ cấu dân số của từng địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động, đề xuất chế độ chính sách để thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác tại y tế cơ sở. Ông Dũng cho biết, ngành y tế thành phố đang triển khai các mô hình như phòng khám vệ tinh, phòng khám gia đình, luân phiên bác sĩ, chẩn đoán từ xa tại các trạm y tế để thu hút người dân đến khám chữa bệnh. Tại trạm y tế hiện nay, các loại hình được nhà nước chi trả bao gồm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thanh toán hưởng 100% và các loại hình thuộc y tế dự phòng thanh toán theo quy định của Bộ Y tế, bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai khám bảo hiểm y tế ở 178 trạm y tế, chiếm hơn 60% tổng số trạm y tế trên địa bàn. Số thẻ đăng ký hiện nay là hơn 9.000 trên 8,2 triệu thẻ đã phát hành, chiếm 0,1%. Theo thống kê của năm 2021, số lượng khám chữa bệnh của bảo hiểm tại trạm y tế chỉ có 114.000 lượt, chiếm tỷ lệ 0,9%, đây là một con số rất thấp. Mới đây Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố. Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh là bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng, sau thời gian dài xảy ra dịch COVID-19, người dân thành phố đã hưởng được những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022 gần như trọn vẹn. Để có kết quả này là sự chỉ đạo sát sao quyết liệt trước Tết của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, sự chuẩn bị chu đáo của các sở ban ngành và hơn hết là sự tuân thủ quy định phòng chống dịch của người dân. Bà Mai cho biết thêm, qua theo dõi tình hình dịch, ngành y tế ghi nhận trước Tết số ca mắc mới duy trì ở mức 3 con số, bắt đầu từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 2 thì chỉ ở hai con số đặc biệt ngày 5 tháng 2 chỉ có 24 ca. Sau Tết từ ngày 8 tháng 2 thì số ca mắc có tăng lên, đến ngày 9 tháng 2 là 242 ca. Theo nhận định của ngành y tế, trong vài ngày tới, số ca mắc mới tại thành phố sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, qua theo dõi các ca bệnh nặng, thở máy và tử vong sẽ giảm do việc điều trị ngày càng được nâng cao. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường vận động người dân thực hiện 5K cũng như tiêm vaccine khi tới lịch, tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường tiêm vaccine. Về chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân giai đoạn 1, từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022 đã tiêm được hơn 13.000 người. Thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch giai đoạn 2 đến hết tháng 2 này và cố gắng tiêm mũi 3 đạt trên 80%, đồng thời thành phố sẽ đẩy mạnh bảo vệ người dân thuộc nhóm nguy cơ. Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục lập danh sách trẻ tiêm vaccine từ 5 đến 11 tuổi để Bộ Y tế chỉ đạo tiêm, thành phố sẽ triển khai tiêm an toàn nhanh chóng. Cũng tại buổi họp báo, bà Mai cho biết, đến nay thành phố ghi nhận 92 ca nhiễm biến chủng Omicron và chưa có ca tử vong.